cái thấy tội nghiệp hai đứa nhỏ đó, nó đi học bị hâm he gì đó, coi chia sẻ dùm gia đình, nó tội nghiệp anh. Để mấy nhỏ gặp cái chuyện không may đối với gia đình bên thằng chó đẻ đó đó. Dạ là Thanh Sài Gòn xin nghe kính chào tất cả các bà con trong nước cũng như ngoài nước. Lời đầu tiên cho phép tôi gửi đến tất cả quý vị lời chúc sức khỏe và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Kính thưa quý bà con, thì hôm nay tôi nhận một cuộc gọi vô cùng khẩn cấp của một vị khán giả liên quan đến cái sự việc hiện tại bây giờ hai đứa con chị Hà đang cả nhà nằm trong cái vùng nguy hiểm. Có nghĩa rằng trong suốt những ngày vừa qua có rất nhiều những cái số lạ gọi điện hăm he. Đây là một trong những cái mà mình cảm thấy rằng phải đặt một cái dấu hỏi rất lớn. Số điện thoại của hai đứa trẻ này từ đâu mà những người điện thoại mà hăm dọa hai đứa trẻ này lại có? Đây là một trong những cái dấu hỏi rất lớn. Cái vấn đề thứ hai, hai đứa này nó làm chi nên tội mà phải là điện thoại hăm dọa nó? Có phải chăng cái vấn đề này chúng ta đưa ra một cái nghi vấn? Từ lúc mà bé Linh lên cộng đồng mạng để tố giác cha của mình, đã có những cái gọi kết luận cho cha của mình liên quan đến cái sự ra đi của người mẹ, liên quan đến những cái sự mất mát của một hạnh phúc mà bao nhiêu đứa trẻ khác nó cũng đã và có, thì hai đứa trẻ này nó lại vô cùng bất hạnh, nó mất đi. Đây là một cái sự đã thiệt thòi rồi. Thế tại sao những ngày vừa qua những người điện thoại tấn công hai đứa trẻ này lại dửng dưng trước nỗi đau của những đứa trẻ thơ vô tội như vậy mà vẫn còn tiếp tục điện thoại hăm dọa tấn công? Và thậm chí có một số cái thông tin là cái như là hai đứa này đi học về có người cái như là chặn đường chặn xá. Đấy, cái thông tin là thật sự quý bà con thì thật hư như thế nào thì Lang Thang Sài Gòn cũng là cần có cái sự là kiểm chứng từ gia đình của chị Hà. Tuy nhiên khi mà nhận cái lời mà cầu cứu của một vị khán giả họ điện qua thì thực sự quý bà con tôi nghe tôi cảm thấy là vô cùng bức xúc. Đó. Mình không thể chấp nhận được cái vấn đề ở đây. Đấy, người nào làm sai thì người đó chịu. Nhưng mà tôi nghĩ rằng hai đứa trẻ này nó không có gì mà phải sai cả. Nhưng mà kể như là lại bị một số cái đối tượng điện thoại hăm dọa tấn công. Và bây giờ thì nói thì có sách mắt có chứng, thì tôi cũng để cho bà con nghe cái cuộc gọi cầu cứu của một vị khán giả liên quan cái sự việc mà hai đứa trẻ này đang bị hăm dọa như thế nào. Tôi cũng mong rằng bà con chia sẻ giúp để cho có một cái sự nó lan tỏa, để mà cái như là những người liên quan, để những người liên quan họ còn cái như là có những cái biện pháp gọi là kịp thời. Vì bây giờ xin thưa quý bà con thì hai đứa trẻ này nó sống bên phía ngoại, tất cả những cái vấn đề những ngày vừa qua trách nhiệm của phía nội ra sao thì bà con cũng đã hiểu quá rõ rồi. Và bây giờ tôi mời bà con nghe cái lời cầu cứu của cái vị khán giả này, rồi để chúng ta tiếp tục tìm hiểu chia sẻ sự việc này như thế nào quý bà con ha. Dạ alo. Alo, phải tin lên hai Sài Gòn không anh? Dạ. Phải không? Dạ đúng rồi. Để chia sẻ với anh chút coi mà nghe nói thằng Tính nó bị nhập viện rồi phải không? Dạ dạ đúng rồi. Rồi, với anh tôi nói với anh gì anh coi gia đình của bên chị Hà đó. Cháu Hà đó thấy tội nghiệp hai đứa nhỏ đó, nó đi học bị hăm he gì đó, anh coi chia sẻ giùm gia đình nó tội nghiệp anh. Để mấy nhỏ gặp cái chuyện không may đối với gia đình bên thằng chó đẻ đó đó. Dạ, bị hâm anh? Bị hâm. Dạ. Tôi là gốc Tân Châu đi xuống rồi làm cái số ở Phú Tân á. Dạ. Mà bây giờ có vợ thì về Đồng Xoài theo cái kinh này đâu gần 2 tháng nay rồi đó. Dạ, anh có biết hai hâm hai đứa nhỏ không? Chắc biết, mới bắt lên nghe hậu hâm. Nghe điện á anh, tôi điện số A Xin thì không có số A Xin. Dạ. Là tôi bắt lên tôi gặp cái số của anh là tôi mới liên hệ với anh được nè, tôi mừng quá. Tôi nghĩ nó để cảnh báo với bên chính quyền giùm cho gia đình bớt tội nghiệp. Bây giờ mẹ mới mất rồi, bây giờ có nhỏ bé gái nó đi học cái tội nghiệp quá rồi, bây giờ
mà nó bị hâm heo này kia kia nọ, nó sợ cái chuyện nó không ai với gia đình đó. Dạ. Yeah. Rồi vậy chúc anh vui vẻ ha, cho nên giờ chút khỏe không? Dạ yeah, ok, tất kêu anh. Dạ. Yeah. Rồi, cảm ơn. Dạ thưa quý vị con, đó là cái nội dung mà một cuộc gọi của một vị khán giả cũng đã liên lạc tới Lang Thang Sài Gòn để thông báo một sự việc này, nhằm để mà có những cái thông báo đến tất cả các bà con chúng ta, để mọi người chúng ta có những cái tiếng nói nó mạnh mẽ hơn, để cho những cái đối tượng mà những ngày vừa qua hăm dọa hai đứa trẻ này có những cái gọi là phải trùng bước lại, hoặc là có những cái gọi là cái dừng ngay cái hành động mà cái như là điên rồi nè. Thực sự quý bà con đó, cái vấn đề ở đây thì như bà con cũng đã biết rồi, những đứa trẻ, ông bà xưa đã từng nói một câu ra đường thì hỏi người già, mà về nhà thì hỏi trẻ. Có nghĩa là những lời của nó nói là những lời nói rất thơ ngây, mà những lời thơ ngây đồng nghĩa đó là những cái lời của nó là nó thật thà, chất phác. Trong đó là cái nó thật sự, chúng ta phải là đáng tin hơn những người lương lẹo, những người lớn. Cụ thể đây giống như là cái lời nói của dì Năm. Đấy, tại sao chúng ta lại không tin lời nói của dì Năm, mà chúng ta lại cái như là có những cái mà đặt dấu hỏi rất lớn cho những lời nói của một người gọi là đã ngoài 60. Đấy, mà chúng ta lại đi tin những lời của đứa trẻ. Có nghĩa rằng trong suốt thời gian sống, Bê Linh nó cũng tiếp cận đến môi trường sống, nó cũng hiểu tính khí của người cha nó như thế nào. Tất cả mọi vấn đề tôi nghĩ rằng ai ai cũng hiểu. Sau khi những thước phim mà chị Hà còn sống đã chia sẻ lên cho chúng ta xem, đấy là những cái vấn đề mà xin thưa quý bà con, bất kỳ ai nhìn vào cũng là thấy đây là một cái sự gọi là vô trách nhiệm của một người cha. Bên cạnh đó những người như là bà nội bà đồ cũng thể hiện một cái sự là nó vô cảm. Đấy. Mà đến bây giờ mẹ của nó chết, vừa mới chết, mồ chưa sanh cỏ, mà lại những đối tượng nào đó. Tôi nói quý bà con, hai đứa trẻ này không thù không oán với bất kỳ ai đó. Mà ngay từ lúc cái thời điểm mà đứng lên tố giác cái người cha của mình, thì hiện bây giờ lại nhận những cuộc gọi khủng bố, nhận những cuộc gọi gọi là hăm he chỉ trích đủ tất cả các kiểu, gây một áp lực. Mà hiện bây giờ riêng bé Linh là đã cũng là cặn cờ đến cái kỳ thi. Đây là một trong những cái chúng ta phải đặt dấu hỏi. Số điện thoại bé Linh, ai là người biết, ai là người tiết lộ để cho những đối tượng kia cả như là điện thoại hăm he. Đó. Đây là một trong những cái mình cảm thấy là nếu như chúng ta, nếu như mà võ đoán thì bà con nói tại sao cái chuyện này cũng võ đoán. Nhưng mà mình cái gì mình cũng phải là tìm hiểu một cái gọi là phải đặt một dấu hỏi thưa quý vị. Mình phải đặt dấu hỏi, ủa tại sao tự nhiên là từ trước giờ nó sống im xuôi như vậy, mà từ lúc nó tố lên đứng tố giác cái hành vi của người cha của nó, thì nó liên tục xảy ra những cái chuyện như là có những cái thông tin đi học về bị chặn đường, rồi cái như là điện thoại hăm he đó. Đây là một trong những cái thì bà con cũng đã nghe rất nhiều của một số kênh YouTube. Và hôm nay cũng chính vì vấn đề này mà một vị khán giả cũng đã điện qua Lang Thang Sài Gòn, cũng chỉ mong rằng thông báo lên cộng đồng để cho tất cả các bà con chúng ta chung tay chung sức chung lòng để bảo vệ ít ra về cái mặt tinh thần cho hai đứa trẻ. Ngoài ra để những kẻ mà họ đang có một cái ý định gì với hai đứa bé này thì họ cũng phải có cái thời gian để mà trùng bước lại và dừng ngay cái hành động của mình. Đấy. Thực sự ra ai cũng nhìn vào cái sự việc hai đứa trẻ này, ai cũng thấy là cái sự xót xa thưa quý bà con. Nhìn vô là thực sự không thể cầm nước mắt được. Trong khi đó nó thực sự bao nhiêu đứa trẻ nó cũng là cùng trang lứa thế này, nó sống trong một cái gia đình được kể như là cha yêu mẹ chiều. Đấy. Nhưng hai đứa này nó thật sự bà con thấy rồi, từ trước đến giờ ngoài tình thương của người mẹ còn với người cha, đấy, không có thể hiện bất kỳ một cái tình thương, một trách nhiệm nào cả. Thì đây là cũng là chính đây những cái vấn đề đó là một cái sự nghi ngờ rất lớn cho bé Linh đó, một cái sự nghi ngờ rất lớn cho bé Linh. Và để bé Linh phải lên tiếng tố giác hành vi của cha mình trước cộng đồng như thế, thì chúng ta phải hỏi rằng người cha đó như thế nào,
con có trách nhiệm hay không, con có phải là cỡ như là một con người thực sự hay không. Mà tại sao con của mình, một người con gái đáng lý ra nó thương yêu người cha, nhưng ở đây đứa con gái này nó lại kể như là căm hờn người cha rất nhiều, thậm chí nó còn đòi đói họ, cái như là của người họ cha nữa. Thì chúng ta phải hiểu người cha như thế có đáng để các vị điện thoại đã hăm he hai đứa trẻ này hay không. Cho nên các vị cũng phải, nếu vị nào mà điện thoại hăm he hai đứa trẻ này, tốt nhất nên dừng. Đây là cái việc không phải chuyện chơi. Mà kể như là điện thoại hăm he như thế là tôi thấy cảm thấy rằng đây là một cái hành động rất đáng được lên án. Mong rằng những vị nào đó đã và đang hăm he hai đứa này và điện thoại chặn đường chặn xá đó, thì nên dừng lại ngay và liền. Vì quý vị đang tiếp tay cho một cái như là kẻ ác mà vô hình chung chà đạp đi trên kể như là cái nỗi đau của hai đứa trẻ đã và đang vô cùng bất hạnh. Thì mong rằng vị nào mà đã từng điện thoại hăm dọa hai đứa nhỏ thì cũng nên có những cái hành động thức tỉnh lại để mà cho hai đứa nhỏ nó được an tâm để tiếp tục cái công việc học hành của nó. Chứ còn chuyện này nó thật sự ra nếu mà động đến một cái gì đó thì pháp luật cũng không để cho tất cả quý vị yên. Nếu quý vị nào mà điện thoại hăm he trong suốt những ngày vừa qua thì nên suy nghĩ và nên thức tỉnh lại ngay và liền, thì cũng chưa muộn đâu quý vị. Và xin thưa quý bà con, thì cái clip này tới đây thì Lang Thang Sài Gòn cũng xin phép tất cả quý vị cho tôi kết thúc tại đây. Một lần nữa thì kính chúc tất cả các bà con chúng ta lời chúc sức khỏe và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Dạ, bà con vui lòng cho Lang Thang Sài Gòn xin một like, và bà con nào chưa đăng ký kênh vui lòng đăng ký để nhận những cuộc trò chuyện mới nhất từ kênh Lang Thang Sài Gòn. Dạ, xin chân thành cảm ơn tất cả các bà con rất nhiều. Xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại bà con vào những clip tiếp theo. Bye bye tất cả các bà con.